lập tục lại buổi sáng dân quân ba miền tiếp tục lại bộ chính trị đòi hỏi bộ chính trị phải trả tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam, cướp đất cướp nhà của dân chúng tôi quá nhiều rồi, bộ chính trị không có quan tâm để trả đất trả nhà dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi vô yêu cầu bộ chính trị trị cái bộ tham nhũng cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi đi. Đó các ông là bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân hay là bảo vệ cái kẻ tham nhũng hả? Tiền của các ông là nhân dân chúng tôi đóng góp, anh nhân dân còn công gạo nhân dân chúng tôi cũng đóng góp. Không phải đi đường nào tôi vô đây là vô bộ chính trị. Tôi đòi hỏi cái bộ chính trị, nhân dân chúng tôi là đòi hỏi bộ chính trị phải trả tự lo cho lại dân chúng tôi. Bây giờ tôi vô được bộ chính trị, tôi hỏi bộ chính trị tại sao không dám giám trả đất cả nhà dân chúng tôi đây, không phải được. Tại sao các người mọi người đi được mà dân chúng tôi đi không được? Dân chúng tôi mất công việc của người hay sao? Không có đi đường nào, dân chúng tôi vô đây, dân chúng tôi vô đây. Ở cái giờ đi được mà dân chúng tôi đi không được? Tại sao như vậy? Không công bằng, đất bằng đất nước thì tôi nát, không có cái công bằng. Các ông đừng có bao che cái thể tham nhũng, bao cái che cướp đất cướp nhà của dân chúng tôi, bao che cướp cái quyền lợi của con người của chúng tôi. Các ông là công an để bảo vệ đất nước, chứ không phải công an để bảo vệ cái kẻ tham nhũng, cái tàn quyền tham nhũng, cái tàn quyền tan nát hại dân. Cái đường mọi người đi đây, thôi mọi người đi. Tại sao nhân dân chúng tôi, nhân dân chúng tôi vô đây hội bộ chính trị, đều hội bộ chính trị, sao bộ chính trị? Bộ chính trị lập cái bộ chính trị mà sao đã làm hình? Các tôi đã làm hình, góp đất góp nhà dân chúng tôi. Các anh đã bảo vệ cho ai ra bảo vệ kia? Trường Sa Hoàng Sa mới gọi là anh hùng, còn đã bảo vệ cái kẻ tham nhũng góp đất góp nhà của dân là lỗi đã lỗi luật không lỗi niên. Ăn cơm của dân uống cơm, lương của dân uống tiền. Các cô gửi đơn phải gửi đơn đúng nơi chứ không phải gửi đơn đúng nơi. Tôi gửi đơn đúng nơi rồi mà không xử lý. Bây giờ tôi trực tiếp cho bộ chính trị, nhân dân tôi trực tiếp bộ chính trị gửi đơn trực tiếp. Nhân dân chúng tôi đã kêu gọi bưu điện là nhân dân cũng gọi gửi bưu điện rồi, tại sao bộ chính trị không có giải quyết? Bây giờ nhân dân chúng tôi vô đã trực tiếp bộ chính trị phải đứng lên giải quyết đã đất cả nhà dân chúng tôi đứng đây. Đừng có đàn áp, ép nhân dân tôi đánh cùng. Có thể nhân dân tôi thuộc quần đi đó, ép của nhân dân chúng tôi, đàn áp nhân dân chúng tôi. Nhân dân tôi mất cái đường công rồi, nhân dân chúng tôi không có cái đường nào sống. Ở dưới kia là vỏ trại vỏ trời, mà nhân dân chúng tôi đi đâu, về đâu? Các ông ép nhân dân chúng tôi phải làm vậy đây. Nhân dân tôi còn không còn trong đường, con đường này mà đã sống. Đừng thế nhân dân tôi làm đến mức độ đây. Nói là nhân dân chúng tôi là coi như gây rối, làm thế này thế kia. Đó là ép nhân dân chúng tôi đến đường cùng, để nhân dân chúng tôi vô kêu gọi cái bộ chính trị. Cái bộ chính trị là đứng đầu đất nước. Ai là góp nhân dân chúng tôi? Bộ chính trị cũng biết rõ ràng. Hãy ngồi, nhân dân chúng tôi đơn chúng tôi được bao nhiêu đơn rồi gỡ, chứ bộ chính trị cũng biết rồi. Tại sao bộ chính trị nhắm mắt làm ngơ? Ủa nhân dân chúng tôi đã đơn trương chúng tôi là coi như là trò tiếp công dân nghĩa hồn điệp.
giao tiếp công nhân nhóm Hồng Đen, không cho tụi tôi vô, không chỉ đạo kìa, không chỉ đạo. Mỗi lần chúng tôi đến gọi là nhóm Hồng Đen là chỉ đạo cái kẻ thực dân trong đường, là chỉ đạo cứ gọi bà Đỗ Thị Hương hay bà Cần Ngân Thị Hương cho ai giải quyết, ứng ai giải quyết. Để yêu cầu nhóm Hồng Đen, nhân dân chúng tôi đưa vô, phải gói đơn chúng tôi. 80% rồi. Các thẩm quyền để giải quyết nhân dân chúng tôi. 98% rồi. Tại sao mà coi như bộ chính trị mà làm ngon cái tỉnh Bình Định tôi nó quá lòng hành. Tỉnh Bình Định chúng tôi nó quá lòng hành. Thành Hồ Quốc Dũng tỉnh Bình Định nó quá lòng hành. Cha đặt lên pháp luật, bộ chính trị đã làm gì? Xin đi bộ chính trị đã làm gì đó? Thành Hồ Quốc Dũng tỉnh Bình Định nó quá lòng hành. Cái đảng tỉnh Bình Định nó quá lòng hành. Để góp đất cướp nhà dân chúng tôi. Bộ chính trị đã làm gì? Tại sao không xử lý những người đó? Tại sao không lấy xử lý người đó? Thành Hồ Quốc Dũng là thành lòng hành. Cha đạp trên pháp luật, cha đạp trên dư luận, cha đạp các cơ quan để mà góp đất góp nhà dân chúng tôi. Ông Nguyễn Phú Trọng, một đít hai ghế, sao không chủ nhà chủ tịch sau ba tỉnh thành giải quyết trả chúng tôi đi? À, để chúng tôi lang thang đây, ngăn cản gì? Ông Hồ Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông họ thì ông nói hay như thế. Ông bảo ông không để dân thiếu từng hạt muối, ông không để dân khổ, dân đói dân của ta chứ dân của ai hả? Thế ông giải quyết được cho ai chưa? Hay là ông mới nói ra để chủ tịch 63 tỉnh thành lấy ở vào mặt ông hả? Chủ tịch 63 tỉnh thành nó to hơn ông Phúc rồi. Và chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân họp ban ngành ra luật, nhưng mà cán bộ nó không làm theo luật đâu, nó làm kinh luật rừng thôi, biết chưa? Thế ông bộ chính trị mạnh tay ra mà nghe này. Còn cái bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban dân nguyện quốc hội, bài báo cáo là giải quyết được 98% rồi, mới cứ đỏ thắm ra nói điêu nói hót, ăn điêu nói đừng quen rồi. Trưởng ban dân nguyện quốc hội mà còn nói điêu thì còn tin được ai? Bãi bảo ra giải quyết cho dân được 98%, có mà giải quyết được 2% nữa lấy đâu ra 98% ở đâu hả? Bà chủ tịch quốc hội Kim Ngân tuyên thệ nói hay thế, vì đồng bào, vì đất nước, vì nhân dân, thế mà để dân đồng cái dòng Hồ Quốc Dũng là đồng hành, trẻ ta tin dư luận. Chủ tịch 63 tỉnh thành của nước Việt Nam có xấu hổ không? Có thấy dân chúng tôi này có xấu hổ không? Hả? Để dân ngày ngày đi này à? Hả? Ông không có khổ nào, không để cho dân cực khổ. Dân của ta chứ dân của ai? Ông họ trực tuyến ông bảo thế đấy. Thế mà các ông không giải quyết. Thế là coi như là người ta bảo là cái lời của ông Phúc, cái chủ tịch 63 tỉnh thành cho nó xuống đít nó ngồi. Ông làm thủ tướng thế à? Hả? Ông không chỉ đạo được chủ tịch 63 tỉnh thành trả đất trả nhà cho chúng tôi à? Hả? Ông sống còn trên thiêng, ông chỉ đạo đi để dân chúng tôi đi thế này à? Hả? Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một đít hai ghế, chỉ đạo chủ tịch tỉnh 63 tỉnh thành trả đi củi ngày nào chúng tôi đem đến chúng tôi đốt tận nơi, sao ông không kiểm tra, ông không giải quyết? Và đã bao nhiêu lần tôi gửi đơn đến bộ chính trị mà bộ chính trị là không lên tiếng, thì đến ngày hôm nay là Bình Định 11 người, nhà Bình Định chúng tôi đây đến đây là đỡ yêu cầu bộ chính trị là phải vào cuộc điều tra, là những cái thành viên của đảng bộ chính trị là những một cán bộ tha hóa biến chất là tham ô tham nhũng cướp đất của dân, thì tôi cũng đã nhiều lần gửi đơn đến Thủ tướng Chính phủ, gửi đơn đến Chủ tịch Quốc hội, nhưng mà cũng chưa có một cơ quan nào chịu trách nhiệm để xử lý cái đơn tố cáo của nhân dân chúng tôi. Bà con Bình Định là 11 người đó. Tại Hà Nội này, tôi lên tiếng đề nghị Bộ Chính trị là phải vào cuộc điều tra là cái hành vi đừng để nhân dân chúng tôi bốc súng như vậy. Và đồng thời là phải thanh tra điều tra lại toàn bộ các cái thành viên này ở tỉnh Bình Định, trả lại tất cả cho nhân dân chúng tôi mà đã bị ông Hồ Quốc Dũng cướp từ bao nhiêu năm nay. Thì bản thân tôi là người bị ảnh hưởng cái dự án của nhà máy xử lý nước thải đã được ngân hàng thế giới tài trợ nguồn vốn để xây dựng nhà máy, nhưng họ cũng là lợi dụng cái việc sử dụng nguồn vốn ra này làm việc này là cướp đất của dân, cướp đất của nhà nước, cướp nguồn tiền ngân sách của nhà nước, mà chúng tôi đã đi tố cáo hành vi tham nhũng của hội đồng 20. Ông Nguyễn Như Quốc không xử lý, ông Dương Hòa Bình không xử lý, cũng như là tất cả các cơ quan nhà nước không xử lý. Thì đương nhiên là cái chính phủ Việt Nam, cái nhà nước Việt Nam sẽ phải là cấu kết cùng ngân hàng thế giới là để coi như là cướp đất của dân của dân trong cái việc xây dựng nhà máy xử lý này không. Và hiện nay là cơ quan của tôi này thì tôi hả? 11 người Bình Định đâu, mấy người Bình Định đi thất lạc trong kia. Ở Bình Định đâu, còn mấy bà nữa đâu. Mấy bà coi như ngồi ở Ninh Chi, lộ Ninh Chi rồi. Bình Định đâu,
11 người mà ngồi trên xe lộn là không xuống xe còn mấy người nữa. Bây giờ tính hiện giờ bao nhiêu người? Ở đây bao nhiêu người? Ở đây ở bên nữa là 6 người. Ở đây là 6 người. Ở nhà 5 người. Còn ở trong đâu? Tôi cũng đề nghị các anh là có những cái biện pháp để xử lý trình lên xử lý thì ngộ Dũng. Ở trong. Ở đây là 7 người. Mà có người đã trên xe là không xuống, hiện tại cho đây là 7 người. Được 4 người nữa nó đang quanh trên xe chưa xuống. Nói đi Hạnh. Ông ấy đang bảo là đây là có 7 người. 7 người. Nhân dân chúng ta đánh luôn cùng công rồi. Lôi hết quần áo ra đi đây. Bây giờ cái bộ chính trị phải vào cuộc đây. Dân Bình Định, nhân dân Bình Định chúng tôi yêu cầu bộ chính trị vào cuộc. Đừng để nhân dân chúng tôi mất đường cùng. Nhân dân tôi mất đường cùng là phải như vậy. Của gia đình tôi để năm 68 ha. Nhân dân ba miền chúng tôi yêu cầu bộ chính trị can thiệp cho đến nhân dân chúng tôi. Yêu cầu. Nhân dân chúng tôi yêu cầu bộ chính trị can thiệp. Yêu cầu. Yêu cầu bộ chính trị can thiệp nhân dân chúng tôi. Yêu cầu. Yêu cầu bộ chính trị can thiệp cho dân oan ba miền chúng tôi. Yêu cầu. Yêu cầu bộ chính trị can thiệp dân oan ba miền chúng tôi. Yêu cầu. Yêu cầu bộ chính trị can thiệp với dân oan ba miền chúng tôi. Yêu cầu. Yêu cầu bộ chính trị can thiệp nhân dân Bình Định chúng tôi. Yêu cầu. Yêu cầu bộ chính trị can thiệp nhân dân oan Bình Định chúng tôi. Yêu cầu. Yêu cầu bộ chính trị can thiệp dân oan Bình Định chúng tôi. Yêu cầu. Yêu cầu bộ chính trị can thiệp dân oan ba miền chúng tôi. Yêu cầu. Yêu cầu. Ngồi xuống đây hết, con ngồi xuống hết đây mới lên xe. Ngồi xuống hết đi.
Lên xe làm gì vậy? Ai được can thiệp đây? Ai là người giúp đỡ cho dân chúng tôi đây? Mà dân chúng tôi mỗi lần đến là cái là lên xe. Sao các người không ra trường ăn? Quang đá trường xe hoàng xa cái chống con Trung Quốc kia. Tại sao cái đó ở đây làm gì? Đeo đeo thêm nhau. Đã cái bọn lòng quyền cướp đất hạ dân. Đã cái bọn lòng quyền bán nước hạ dân. Đã bọn độc tài bán nước hạ dân. Đấy cái bọn ăn hại đấy. Cái bọn này ăn hại đất nước này. Đã bọn lợi dụng chế độ độc đảng độc tài. Đã đảo. Ông ở lên trên biên đón mấy người ở trên trên trang ấy. Trên ma sân thượng ấy. Này các ông thằng đó không có cho cái mã. Không chắc được kia. Nhân dân ba miền chúng tôi. Đến các vị khác cái lãnh tụ Bộ Chính trị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ Chính trị là cái vị bự nhất. Với lại Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Mà coi như cái bạc các cái này là coi như bắn bao chi tham nhũng. Độc tài độc đảng. Cướp đất hại dân. Giỏi đi đeo gì kia. Bảo vệ đất nước mà loại cái anh hùng. Ở đây đàn áp dân oan là loại đó là loại khùng loại điên. Đấy, đại biểu quốc hội. Nói cái thằng như bọn tham nhũng như bọn ăn cướp đấy. Đại biểu ăn cướp. Cô lại sớm ô đại biểu của tỉnh Lâm Thuận ăn cướp. Các tỉnh là rất ăn cướp. Thằng nghèo sĩ cướp. Nghĩa sĩ cướp tham nhũng bắt tay như này tỉnh Lâm Thuận. Cái bọn chính quyền tỉnh Lâm Thuận để tham nhũng. Chiếm đất của dân, bảo kê kẻ này cướp đất của kia. Như là nhân vật cái đeo cái bọn tham nhũng cướp đất hại dân, đeo bè lũ cướp đất hại dân, đeo bè lũ tỉnh Bình Định cướp đất hại dân, đeo Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định cướp đất hại dân, đeo Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Lộng hành trà đạp lên pháp luật cướp đất hại dân. Đã quan tâm 63 tỉnh thành cướp đất hại dân. Đã 63 tỉnh thành cướp đất hại dân. Đã chủ tịch 63 tỉnh thành cướp đất hại dân. Không, ông không đi đấy, ông làm ăn không. Ông không đi vào đây đâu, ông không bao giờ đi cái đường đấy. Ông đi đấy chứ, ông không đi. Ông không đấy. Vừa đi qua đấy. Chăm đi không la làng lên trời. Nghe không có nổ mà để cái chân mà chân nó kẹt luôn, nó chưa la nổ kìa. Tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Tự do. Tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Tự do. Tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Tự do. Tự do dân chúng tôi được cầm lá phiếu đi bầu. Tự do. Tự do dân Việt Nam chúng tôi được cầm lá phiếu đi bầu. Tự do. Tự do dân Việt Nam chúng tôi được cầm lá phiếu đi bầu. Tự do. Tự do dân Việt Nam chúng tôi được cầm lá phiếu đi bầu. Tự do. Tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Đáo bề lũ bán nước hại dân. Đáo bề lũ bán nước cướp đất của dân. Đáo bề lũ cướp đất hại dân. Đáo bề lũ cướp đất hại dân. Quân ơi, còn hai bà lấy một bà nữa chưa nhỉ? Cái lũ mà anh hại đất nước ấy. Cái lũ anh hại đất nước thì nó trách mẹ, nó trách tôi, trách bờ, trách bụi, trách suối, trách sông đây. Còn dân chúng ta ấy, việc thật là không bao giờ chết. Cái lũ bê lũ ấy, cướp đất hại dân, trách suối, trách sông, trách bờ, trách bụi. Đầu nông xa nói gì trách mẹ nữa đây. Đừng có để cái lũ đó hại nước, hại dân. Thế này bà Hiệu hồi xuống chỗ này, ngọn lề này.
cái lũ đó là lũ súc sinh, cái lũ mà lũ ăn cướp đất của dân là lũ súc sinh, bè lũ đám dân đang công sản đi cướp đất hại dân là lũ súc sinh, cái lũ chó đẻ chết bờ chết bụi chết suối chết sông, đừng để cái lũ đó nữa hại nước hại dân, đất nước là không minh bạch trong sạch do cái bè lũ cướp đất hại dân. Ông sanh ra một lũ tham quyền tham tiền, thằng khôn tham nhũng thì đã vượt biên, còn những thằng ở lại chỉ biết tham ô. Cái này mở cái cửa kia, này mở cửa đó, kéo cái cửa đó, giả làm miệng là cái cửa đó, kéo đâu được, không được hết. Đây lăng Hồ Chí Minh này, đó cái bọn cái lũ nó xe xúc sinh nó đi họp đấy, đại biểu Quốc hội Bùi Nhìn nó đi họp, đá đảo Nguyễn Thị Kim Ngân Bùi Nhìn, đá đảo Chủ tịch Kim Ngân Bùi Nhìn, đá đảo Chủ tịch Kim Ngân Bùi Nhìn, đá đảo ba Hồng Bí viết Chủ tịch Kim Ngân Bùi Nhìn, đá đảo ba Hồng Chính viết Chủ tịch Kim Ngân Bùi Nhìn, đá đảo ba Hồng Bí viết Chủ tịch Kim Ngân Bùi Nhìn, đá đảo đá đảo Chủ tịch Kim Ngân Bùi Nhìn, đá đảo đá đảo Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân Bùi Nhìn, đá đảo đá đảo Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân Bùi Nhìn, đá đảo. Má thành lập quốc hội năm nào cũng họp ăn chết. Nhân dân chúng tôi là năm nào cũng đi kêu cầu cứu quốc hội. Chặn xe đã kêu on. Mà đến giờ hôm nay, ngày hôm nay chúng tôi cũng vẫn còn tiếp thị đặt cái luật, đặt luật làm gì, chủ tịch quốc hội đặt luật làm gì? Cái quốc hội đặt luật làm gì mà đến chủ tịch Hồ Quốc Dũng tỉnh Bình Định nó lộng hành. Cha đặt lên luật pháp. Cha đặt lên luật pháp nó cướp đất hại dân. Mà đất nước thì về đâu đi đâu? Bây giờ nó mới đưa đại biểu quốc hội vào. Bây giờ mới sớm kìa. Ờ đúng, bây giờ không đi làm đấy. Hôm nay sao lại đi đường đấy nhỉ? Đấy, coi như đây là đại biểu quốc hội Bùi Nhìn đấy. Đó, xe bọn đó đấy. Đem xe, đại bọn đây là cái bọn đại biểu quốc hội nó Bùi Nhìn nó đi ra đấy. Đấy, bà con chia sẻ cái đại biểu quốc hội Bùi Nhìn. Chung cái lỗ chó đây, không bao giờ đi trước mặt dân. Dân chúng tôi chọn thì nó đi một xe, hai xe thôi, nó không bao giờ đi hàng loạt. Nhưng mà nó đưa đại biểu Bùi Nhìn nó vô hộp rồi nó đi hàng lọt hàng xe ra đấy. Vô nó hộp rồi đấy. Đại biểu Bùi Nhìn. Cái bến nãy mà mình đi xuống á. Cầu ở chỗ đại nhật sĩ á. Nó thả mấy thằng chó ăn tham nhũng của dân. Đại biểu quốc hội nói như tao ấy, mày nói bọn mày nha, nói như tao á là người thật việc thật, không bao giờ đánh chết đâu, mà đánh chết cái bộ lũ súc sinh, cái lũ gớt đất hại dân, là đánh cái lũ đó trời không hại, trời không dung, đất không tha. Cái lũ này là lũ cường quyền ác bá, gớt đất hại dân. Ông trời ông có con mắt. Ông trời ông có con mắt, những người mà mắt nhà đấy. Ông trời ông có con mắt, ông phải dùng được. Ông phải tôn thờ những người đã lên, còn những người mà cướp đất cướp nhà. Trời không trời tru đất không tha. Cho nên đời giết chứ đất phải đào lối giặt những kẻ cái thằng mà thực cướp đất hại dân nó đây đừng có nói nhảy. Đứng ra bảo kê mà đứng cửa giữa ăn lai. Cờ Đảng này, cờ Tổ quốc này. Nghe các bạn đã kêu các bạn phải chạy lại đi đi, chạy lại đi bà con ơi. Ôi. Có ai bị cái kế thẩm quyền để cướp đất cướp nhà chúng ta không? Đó. Chúng ta giờ mà đổi đi đổi cái đánh cầm sáng trả đất trả nhà cho mình bà con ơi. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Dân ta chiến thắng không bao giờ dân thất bại. Dân nên khôn khốn khổ một lần. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chi khắp mái. Vậy mà đây núi sông đang chờ. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao
bao năm qua dân ta sống ngoài đường, dày mà đi, dày mà đi, dày mà đi hỡi đồng bào ơi, dày mà đi, dày mà đi, dày mà đi hỡi đồng bào ơi, đừng tiếc nữa càng chi khóc mãi, dày mà đi núi sông đang chờ, dày mà đi, dày mà đi, dày mà đi hỡi đồng bào ơi, bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường, dày mà đi, dày mà đi, dày mà đi hỡi đồng bào ơi, dày mà đi, dày mà đi, dày mà đi hỡi đồng bào ơi, bao nhiêu năm qua dân ta sống thân nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường, dày mà đi, dày mà đi, dày mà đi hỡi đồng bào ơi, dày mà đi, dày mà đi, dày mà đi hỡi đồng bào ơi, bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường, dày mà đi, dày mà đi, dày mà đi hỡi đồng bào ơi. Xin mọi người đã chia sẻ cùng dân ông Ba miền chúng tôi. Xin cảm ơn mọi người nhiều. Xin chào thân thương. Mến nhắc. Xin mọi người đã vỗ tay, các chàng vỗ tay thật to ra mọi người chia sẻ nhân dân chúng ta đây. Xin vỗ tay thiệt to lên bà con ơi. Xin cảm ơn mọi người ạ. Có cái âm đang vỗ tay.